Mến chào các bạn đã đến kênh Phan Minh Cần Thơ Vlog. Hôm nay mình có dịp ra sân bay Tân Sơn Nhất để mình đón em mình từ bên Mỹ về đó. Thì em mình ở Chicago sẽ về Cần Thơ vào ngày hôm nay. Thì mình sẽ làm một cái clip nhỏ chia sẻ cùng các bạn để coi cái sân bay Tân Sơn Nhất vào những ngày cuối năm nó nhộn nhịp như thế nào, và cái phong cảnh của người đưa, người đón, người rước của thân nhân mình ra sao, thì để cho các bạn thấy rõ được cái toàn cảnh cái sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp như thế nào. Thì thôi, mà chúng ta bắt đầu cùng khám phá nhé. Do là em mình về chuyến bay là 1:30 tối, nên ở Cần Thơ mình di chuyển từ 9 giờ. Trên cái đoạn đường đi thì do cái trời tối, mình không có quay được clip được, nên mình tạm thời mình không có chia sẻ cái đoạn đường đi. Mình chỉ chia sẻ các bạn ở trong tại ngay trên cái vị trí của sân bay Tân Sơn Nhất thôi. Thì như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, thì mình cũng đang đứng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại bây giờ là 0 giờ của ngày 11 tháng 1 năm 2020. Thì quan cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc này người rất tấp nập, đông. Bạn có thể thấy không, người ra người vào. Thì các thân nhân họ đón được người thân mình thì bắt đầu họ chuẩn bị ra các cái đường băng để xe lên để đưa đồ trở về nhà sau một cái thời gian chờ đợi sân bay đi về. Lực lượng an ninh ở sân bay rất là vất vả để hướng dẫn cho hành khách tại các khu vực ra đến, bãi đổ xe, cảng hàng không quốc tế, vừa khuyến cáo cái tình trạng người đông một người và cả 10 người đang đứng để đón, tránh cái tình trạng quá tải. Thế nhưng tình trạng này lúc nào cũng xảy ra do người đón, người thân rất là đông. Thì theo mình biết thì sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng ngày thì càng ngột ngạt bởi cái hàng ngàn người đi đón, họ đứng ở trên sảnh chờ hàng tiếng đồng hồ để chờ người thân mình, và liên tục nhìn cái màn hình để thêm cái chuyến bay của người thân mình có tới chưa. Và nhiều người vào khu vực trong cái nhà hàng tầng 2 để xem trong khu vực cách ly coi người thân mình đã ra chưa. Hàng ngàn kiều bào về quê Tết mỗi năm, cái cảnh mà như thế này thì rất là thường xuyên ở sân bay. Theo cái thông tin thì em mình là quá cảnh ở sân bay Thượng Hải, mà từ sân bay Thượng Hải thì sẽ ngồi đợi khoảng 5 tiếng quá cảnh để mà chờ có chuyến bay từ Thượng Hải đi về thành phố Hồ Chí Minh. Thì em mình đã đáp chuyến bay vào lúc buổi chiều, vào lúc 5 giờ chiều tại Thượng Hải, vì hiện tại thì 10 giờ em mình bắt đầu lên máy bay để bắt đầu chuẩn bị về thành phố Hồ Chí Minh. Theo cái bản đồng hồ mà cho biết của sân bay Tân Sơn Nhất thì cái chuyến bay của em mình từ chuyến bay China mà Trung Quốc á về tới thành phố Hồ Chí Minh là 1:10, thì mình cũng phải chờ khoảng 1:10 nữa thì em mình về tới thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngồi đây các bạn thấy quang cảnh là người đưa người đón, không khí rồi nhộn nhịp, các bạn thì ngồi chờ, rồi một số người thì làm dịch vụ đưa đón sân bay, họ cũng đứng chờ căn những cái bảng tên của những người mà đã đăng ký của họ qua hệ thống mạng á, để họ yêu cầu mình ra sân bay đón họ, thì cũng chờ giống như những người thân. Thì cái năm theo cái mình biết thì năm nay mình nhiều người về quê ăn Tết đông hơn năm rồi, nên cái tình trạng quá tải ở sân bay Tân Sơn Nhất là không thể tránh khỏi. Đó, bạn thấy không? Hiện giờ mình đang đứng là 12:34, thì hiện tại cái chuyến bay kết thúc sắp đến là cũng của chuyến bay của Hồng Kông là 0:15 tới 0:30, các chuyến bay Hồng Kông sẽ đến khu vực bay tới sân bay Tân Sơn Nhất. Thì các bạn nhìn thấy bên trong quang cảnh của cái khu vực cách ly bên trong chờ để kiểm tra hành lý không? Các điều kiện bắt đầu xuống trong bài, bắt đầu hỏi cho hải quan kiểm tra hành lý, check in hành lý, mình coi mình có vấn đề gì không. Thì sau khi check kiểm tra hành lý thì họ bắt đầu đi ra ngoài khu vực sẵn chờ. Rất đông các bạn, các anh chú, anh chị, cô chú Việt kiều ở các nước như vậy đấy, bạn thấy không? Lực lượng Việt kiều về quê Tết quá đông, quan cảnh người chờ cũng rất là nhộn nhịp. Cái đây là cái khu vực bên trong phòng cách ly đó, các bạn thấy không? Đấy, các cái anh chị cô bác đang làm cái kiểm tra hành lý để cho hải quan kiểm tra coi các cái thủ tục hải quan. Sau khi xong thì họ bắt đầu họ được đi ra ngoài sảnh chờ để chờ người thân ra rước.
rất đông người Việt kiều về các bạn này. Trong các bạn mình thấy đây là một cái hãng hàng không của Hàn Quốc. Đây, họ với cái trang phục màu đỏ trắng thì họ mới vừa bước ra sảnh đây, thì các bạn sẽ thấy một số các hành khách bắt đầu di chuyển ra đấy. Người thân họ cũng phải vào sân bay, họ bắt đầu tiếp những người thân, đẩy những cái vali, những cái dụng cụ ra tiếp. Có những người lớn tuổi họ về quê Tết, mà các bạn thấy hôm nay được các cái nhân viên sân bay hỗ trợ đi ra khỏi cái khu vực sảnh chờ. Thì không khí lúc nào cũng náo nức. Người về thì luôn luôn trông chờ cho ra được gặp người thân của mình sau một thời gian mà xa cách. Không khí của người thân, người rước hai bên lúc nào cũng một bên thì trông chờ người thân ra, một bên thì người thân trông chờ đến cái người rước. Khi họ gặp nhau thì tiếng vỡ ò lên, sự sung sướng. Đấy, bao nhiêu năm xa cách họ mới trở về lại. Đấy. Thì theo mình biết thì hiện tại sân bay Tân Nhất đang có cái nâng cấp, mở rộng đường bay lên để mà tiếp nhận được nhiều máy bay nữa. Các cái ga cũng được nâng cấp lên để nhận được cái hành khách, số lượng hành khách đông hơn, nâng cấp ở sân bay. Hiện tại thì theo tình trạng này thì mình thấy sân bay cũng vẫn còn bị quá tải. Đấy, lượng người đã rất đông, mình thấy đây người chờ hai bên hông rất đông. Chỉ có một số phía trước nhỏ thì có được ghế để cho cái người thân chờ thôi, còn lại đa số họ phải đứng. Đấy, để mà chờ người thân của mình. Thì lượng Việt kiều vậy năm nay mình thấy người nào cũng tay túi xách rất là nhiều đồ. Đấy. Người thân vào tới sảnh luôn để bắt đầu tiếp cho các cái thân nhân mà từ nước ngoài về đó, đẩy họ đồ tiếp họ ra cái sảnh để chờ xe lại đón. Quan cảnh rất là đẹp, nhộn nhịp. Hiện tại gần 1 giờ tối rồi, nhưng mà cái hoàn cảnh giống như là ban ngày bình thường. Mọi người vẫn đông đúc, không có cái gì gọi là sự trống vắng trong cái sân bay này. Các đoàn vẫn lũ lượt ra, người thân vẫn chờ. Còn những anh chị, cô chú Việt kiều đã bắt đầu họ đi ra từ sau khi mà được hải quan họ làm các thủ tục là xong. Thêm biết thì em mình cũng về Việt Nam chơi được 1 tháng, sau đó họ trở về Mỹ lại. Thì do công việc thì cũng không thể nào mà ở lại Việt Nam lâu dài được, chỉ sắp xếp thời gian được 1 tháng rồi phải bay rồi bắt đầu tiếp tục công việc ở bên Mỹ. Sau 1 tiếng 15 phút, rồi tới 2 tiếng 15 phút thì em mình cũng đã đi ra được sân bay. Thì được biết là em mình nói là do thứ nhất là trễ ở bên Mỹ gần 30 phút, rồi sau đó quá cảnh ở bên Trung Quốc, Thượng Hải Trung Quốc cũng mất hết 6 tiếng. Máy bay đã bay xuống sân bay lúc là Tân Sơn Nhất là lúc 1 giờ 20 làm các thủ tục. Thì sau khi mà hoàn chỉnh các thủ tục xong thì ra tới cái sảnh là 2 giờ 30 phút. Các bạn thấy mình đến sân bay Tân Nhất là lúc 12 giờ, tức là 0 giờ. Hiện tại vậy là 2 giờ 30 phút, có nghĩa là mình phải đứng chờ 2 tiếng 30 phút tại sân bay Tân Nhất để mà đón. Thì cuối cùng thì em mình cũng đã ra cùng với gia đình để chuẩn bị ra cái sảnh để đón xe để chờ xe lễ rước để đi về. Thì thôi, thời lượng của video cũng đã dài rồi, và mình xin chia sẻ với các bạn một chút về cái hoạt động của sân bay Tân Nhất cho những ngày cuối năm. Nếu các bạn thấy thích cái kênh của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé, để mình có nghị lực mình sẽ làm tiếp chia sẻ cùng các bạn các cái clip sau. Năm mới thì thôi, mình xin chúc cho các bạn được gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin chào các bạn.